Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp đầu năm Giáp Thìn 2024. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Lời chúc đón xuân năm Giáp Thìn, tấn tài, tấn lộc, tấn công danh, chung vui hưởng phúc bên con cháu, trăm sự bình an vạn sự lành. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động cực chuẩn, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Được thần Phật chiếu cố nồng hậu mà ăn nên làm ra, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà nhét chật két, trả sạch nợ nần, đổi đời lên một tầm cao mới. Quý cô bác thân mến, ở đời đa phần mọi người đều nói rằng tiền không phải là tất cả, tiền không quá quan trọng trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng tại sao cuộc sống hàng ngày chúng ta lại quá khổ sở vì đồng tiền quá vậy? Gần như tình bạn, tình yêu, tình anh em, tình gia đình đều bị chi phối bởi đồng tiền. Rất nhiều mối quan hệ đều tan biến bởi chữ tiền. Tiền nhiều không thừa, ít thì chắc chắn thiếu, vui cũng vì tiền, buồn cũng vì tiền, suy cho cùng. Tất cả đều vì tiền mà ra, và chính vì điều này mà ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ luôn được may mắn và như ý hơn để đỡ phải vất vả, cơ cực. Hiểu được điều này, các bậc thầy tử vi đã luận đoán riêng về vận trình của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm quan trọng nhất, đây sẽ là khoảng thời gian hung cát đan xen. Nhiều sự thay đổi trong cuộc đời của cô bác tuổi Đinh Mùi, về tuổi tác, về công danh sự nghiệp và cả về gia đình, con cái, lẫn sức khỏe của mình. Chỉ cần nắm chắc được lá số tử vi của mình thì cô bác sẽ như nắm được tấm bản đồ, đi đến sự bình an, hưng vượng, đổi đời giàu có và ngày càng phất mạnh, càng về già thì lại càng được sung sướng, không lo những muộn phiền. Vậy cụ thể ra sao? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết dưới đây nhé! Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, dựa trên ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh thủy của tuổi Đinh Mùi, thiên can Đinh bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi, thì như vậy được đánh giá là rất tốt. Cô bác tuổi Đinh Mùi là người sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương mọi người. Cô bác sẽ là người thiên về sớm nội tâm hơn, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác, lòng tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Đinh Mùi không phải là cuộc sống giàu sang sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, Đinh Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép tuổi Đinh Mùi từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính lương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chính vì những nét đặc trưng riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của cô bác tuổi Đinh Mùi vô cùng tốt đẹp, nên cô bác hãy cứ yên tâm, khi có bước tới bất kỳ giai đoạn nào đi nữa thì cũng sẽ được quý nhân bên cạnh phù trợ mà thôi. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn tới, và đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm, quý cô bác hãy lưu ý một số điều sau đây để vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Năm 2024 này, cô bác tuổi Đinh Mùi cũng đã bước sang độ tuổi 58, đứng trước sự thay đổi quan trọng trong công việc. Một số cô bác đã nghỉ hưu, một số vẫn còn làm việc, nhưng chủ yếu là công việc nhẹ nhàng đúng sở trường, nên không quá nhiều áp lực. Đối với những người đã về hưu, đây là thời khắc mệnh chủ có thể mãn nguyện và tận hưởng cuộc sống. Thời gian nhàn rỗi còn lại, cô bác tuổi Đinh Mùi hãy làm những việc ý nghĩa, giúp cho tâm thanh thản, tinh thần lạc quan, hạnh phúc. Có rất nhiều người ở đây sẽ lo sợ rằng, khi mình về già rồi, về hưu rồi, sẽ không thể kiếm được công việc nào để làm thêm nữa. Sự thật là trong bất cứ ngành nghề, dù tuổi trẻ có tài giỏi và nhanh nhẹn đến đâu, thì họ cũng cần những kinh nghiệm thực tế để làm tốt một công việc. Đây là điều phải tích lũy bằng nhiều năm tháng gắn bó với nghề, chứ không phải là ngày một ngày hai mà có được. Như Hall Standard, mở cửa hàng KFC đầu tiên ở độ tuổi 62,
nhờ Samon khởi nghiệp với cửa hàng Walmart đầu tiên năm 44 tuổi, như cover đến năm 80 tuổi, mới trở thành doanh nhân thành đạt. Vậy 58 tuổi, sao có thể gọi là già cơ chứ? Phải không quý cô bác? Hãy gọi nó là độ tuổi có nhiều kinh nghiệm trong ngành, làm việc trong môi trường tự do, thoải mái, sẽ giúp cho cô bác tuổi Đinh Mùi phát huy được hết ưu điểm, khả năng của mình. Trong những lúc căng thẳng, áp lực, cô bác cần được nghỉ ngơi để tiếp thêm sức mạnh để giải quyết vấn đề. Khi làm việc tập thể, Đinh Mùi luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho mọi người xung quanh. Điều đó giúp cho Đinh Mùi chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều đồng nghiệp. Có thể nói, vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn, sự nghiệp hanh thông, mọi sự cắt lành, thuận lợi. Tuy khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức, nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Cuộc sống luôn có nhiều biến cố bất ngờ, do đó quý cô bác ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi ngày cũng đều cần phải đầu tư học hỏi, phát triển bản thân để tránh khỏi vòng tròn đào thải, lao động của xã hội. Đặc biệt, nếu có thời gian rảnh, hãy đầu tư thêm cho mình một đến hai nghề tay trái khác nhau để đề phòng bất trắc, có thể là làm bánh, make up, cắm hoa, nấu ăn hay đầu tư bất kỳ ngành gì cũng được. Chỉ cần cô bác có đam mê và giỏi, hãy kiên trì với những nghề phụ này, bởi có lúc Đinh Mùi sẽ cần dùng đến nó. Tóm lại, tự lực cánh sinh, tránh đi vào những vết xe đổ của bản thân và người đi trước là cách duy nhất để chúng ta phát triển tốt hơn mỗi ngày. Hãy chuẩn bị đầy đủ những hành trang vững chắc cho mọi tình huống xấu nhất trong cuộc sống có thể xảy ra, để có thể yên tâm tận hưởng tuổi già mà không phải lo lắng về vấn đề công ăn việc làm, cô bác nhé. Thứ hai, về tình hình tài chính. Vận trình tài chính của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Giáp Thìn, đa số đã có thể dư giả về nghỉ hưu. Một số thu nhập từ tiền tiết kiệm trước đó cùng với tiền hưu trí, ưu đãi và các khoản đảm bảo xã hội khác khiến cho Đinh Mùi đủ cân đối để chi tiêu cho mình. Để ổn định tài chính an toàn, hiệu quả ở tuổi trung niên, ngay từ bây giờ, hãy đặt ra một kế hoạch dài hạn cho bản thân cô bác nhé. Người Việt Nam ta có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu tiền của lại cho con hết, cho con tất cả tài sản mình có, cong lưng làm lụng để con được an nhàn, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, vì sợ con thua kém bạn bè. Lo cho con quá nhiều, nên con cái chẳng biết tự lo gì, có khi 30 tuổi rồi vẫn chỉ là một đứa trẻ non thơ, chỉ biên phụ thuộc vào cha mẹ mà thôi. Vẫn biết là cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể, nhưng như con cái đến cái tuổi lập nghiệp mà vẫn quen thói dựa dẫm sợ hãi xã hội xô bồ, thì đến lúc cha mẹ không còn ở trên đời, có lẽ sẽ trở thành kẻ ăn bám của xã hội mà thôi. Con cái chúng có phúc phận của chúng có cuộc đời riêng của chúng, là bậc làm cha làm mẹ. Thay vì cố gắng làm mọi thứ để lót đường cho con, thì hãy cố gắng dạy dỗ chúng nên người, sống tự lập và làm chủ cuộc sống của chính mình. Dù thương con đến thế nào, thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được trông chênh một chút trên đường đời. Có như thế con cái mới hiểu được đạo lý, mới có cơ hội được lớn lên, được trưởng thành, được va vấp. Từ cái sự va vấp đó mới biết yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm, kính trọng cha mẹ và nhìn thấy cuộc đời này chúng cần phải làm gì theo đúng sứ mệnh của chúng. Đừng quên rằng, tiền bạc chính là quyền lực của người già. Khi còn trẻ, cha mẹ nên giữ lại cho mình một khoản tiền để dưỡng già. Để tới lúc khi cô bác già đi, trong tay có tiền sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Thế mới nói rằng tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn năng bất năng. Triết lý ấy đúng là với những người có tuổi, cô bác hãy ghi nhớ nhé. Thứ ba, về tình cảm gia đạo của tuổi Đinh Mùi. Cổ nhân nói rằng, chỉ túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc. Cô bác tuổi Đinh Mùi biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Nhiều người thường rất sợ tuổi già vì họ cho rằng tuổi già rất cô đơn và buồn tẻ. Khi lúc này sức khỏe thì giảm sút, người già phải đối mặt với nhiều nỗi cô đơn ngay trong chính nhà mình khi con cái đã trưởng thành. Thực chất tuổi già không hề đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Lúc này cuộc sống người già trở nên thư thái hơn khi không phải lo nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền, không phải nuôi dạy con cái, không phải dậy sớm đi làm, ngày nào cũng là ngày lễ. Nhìn chung đời sống tinh thần được an lạc và rất hạnh phúc, quý cô bác nên tham gia các hoạt động mang tính tập thể để đầu óc được thoải mái và vui vẻ hơn, bớt đi sự căng thẳng, có thể sống vui khỏe mỗi ngày và mỗi ngày đều là ngày ý nghĩa trong cuộc đời này. Sinh, bệnh, lão, tử, con đường đó ai cũng phải đi qua, nhưng đi như thế nào thì hầu như 80% chính chúng ta là người sẽ lựa chọn. Thế nên khi còn sống hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, đừng nghĩ đến những điều tiêu cực. Đừng lấy tuổi tác ra làm nỗi ám ảnh mỗi ngày, vì khi có buồn chán đau khổ thì con người vẫn cứ phải đối mặt với thực tế.
và không thể nào thay đổi được sự thật, nên bằng chi hãy cứ vui vẻ, lạc quan yêu đời, chứ đừng giấu nỗi buồn vào trong lòng, rồi đêm đến lại quay mặt vào tường thầm khóc nhé cô bác Đinh Mùi. Thứ tư là về sức khỏe của tuổi Đinh Mùi. Ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất đối với bản mệnh sinh năm 1967, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều đến quý cô bác. Tuổi Đinh Mùi duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc, bản mệnh nên tránh làm việc nặng, vận động sức. Sau ngày dài làm việc, có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Lãng phí sức khỏe của mình là một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan. Dù thực tế cuộc sống có khó khăn hay thành công đến đâu, khi đã già, cô bác không thể cho phép mình say sưa, tề tái trong rượu. Khi con người bước vào tuổi già, việc giữ gìn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Chỉ có cơ thể khỏe mạnh, quý cô bác mới có được chất lượng cuộc sống tốt hơn và có một tuổi già yên bình hơn. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 để bản mệnh đoán định trước vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Có thể nói rằng, tháng 1 năm 2024 là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Người tuổi Đinh Mùi có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho cô bác những thành quả tương xứng, giúp cô bác càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyên lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này. Trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cô bác nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình. Chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là cô bác có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân, khiến cho nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao, có thể cô bác sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà cô bác có thể thuận lợi vượt qua, thậm chí trải qua khó khăn. Cô bác nhận ra được điểm mạnh của mình, hoặc kết giao được với những đối tác, đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Các tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông thuận lợi. Cô bác có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với sự lựa chọn tương lai thêm phần vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, Đinh Mùi sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Theo tử vi tháng, con đường tài lộc của tuổi Đinh Mùi có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Vượt lệnh lâm dưỡng cho phép cô bác có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này, cô bác không thu được một khoản bộn tiền, song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn. Cô bác không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng đối tác của quý cô bác trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của cô bác trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Tử vi các tinh cùng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi. Do đó nếu có kế hoạch đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường nào thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Quá trình thực hiện cô bác có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới, có thể áp dụng và thực tế công việc. Sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, ngại khổ cũng sẽ giúp cho cô bác nhanh chóng đạt tới thành công. Sức khỏe của tuổi Đinh Mùi không có nhiều biến động trong tháng 1 âm lịch này. Cô bác nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Cô bác nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện, thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, cô bác nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi tháng 2 tuổi Đinh Mùi âm lịch, bản mệnh bước sang tháng mới với vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho cô bác những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Tháng này, cô bác có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời,
những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả thuận lợi. Không lo đơn thương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng từ trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng hái giúp cho con giáp này đang đạt được hiệu suất cao, đôi khi còn khiến cho những người xung quanh phải ngỡ ngàng. Dù có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đi đâu làm gì cô bác cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Cô bác cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai. Vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu. Đinh Mùi cần hết sức kiên nhẫn, đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ, khiến cho tâm tính bản mệnh dễ thay đổi. Cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa mà thôi. Tin vui là tài vận của người tuổi Đinh Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tháng này. Theo đà công việc tăng tiến, nên tài lộc cũng khởi sắc hơn. Thứ tài cũng có dấu hiệu nhìn lợi cho đường kinh doanh buôn bán đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp, kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì sẽ khá phù hợp. Có điều may mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn chính ở khả năng và sự nỗ lực của bản mệnh. Đừng quên ngủ quên trên đỉnh vinh quang, kẻo nhỡ cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ, hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên Đinh Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn, nếu cô bác quá chủ quan. Trong tháng nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng, hay vấn đề về vay mượn tiền của, Đinh Mùi cần đề cao cảnh giác, đừng để bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi khá ổn định, hầu như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, cô bác vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tức việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, do tháng có Bạch Hổ chế mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở bản mệnh đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ giao thông an toàn. Cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 3 tuổi Đinh Mùi âm lịch cho thấy, vận trình của bản mệnh hung cát đan xen, nhưng kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại, thì phần lớn phụ thuộc vào cách mà cô bác đối diện với khó khăn. Quyệt lạnh lâm mộ đem lại nhiều ảnh hưởng không mong muốn tới con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Sự chủ quan lơ là có thể khiến cho cô bác vướng phải rất nhiều sai sót, nhầm lẫn, khi ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Thời điểm này cô bác cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, có trách nhiệm hơn với những nhiệm vụ được giao, đừng làm với tinh thần đối phó. Mọi việc cô bác làm, dù tốt hay xấu đều bị mọi người xung quanh chú ý, đừng vì lười biếng nhất thời, khiến cho cô bác đánh mất cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Khi có vấn đề nào không hiểu, cô bác hãy mạnh dạn hỏi bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm phong phú hơn mình. Còn nếu cứ giấu dốt thì sẽ ngày càng thụt lùi, thậm chí gây thêm phiền phức cho tập thể. Tuy nhiên, sự nghiệp của bản mệnh không chỉ toàn những điều xui xẻo, có các tinh thiên đức và hữu bật trợ giúp. Chỉ cần cô bác vực dậy được tinh thần của mình và cố gắng, quyết tâm làm việc, thì mọi khó khăn cũng không còn quá đáng sợ. Thêm vào đó, tinh thần quyết tâm cố gắng của cô bác hẳn sẽ khiến cho quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho cô bác những gợi ý hữu ích, giúp cô bác vượt qua những tình huống khó khăn. Nhìn chung thì vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi không có nhiều biến động tích cực do chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ. Cô bác cần hạn chế ký kết hợp đồng hoặc bắt tay và thực hiện những kế hoạch lớn vào thời điểm này để tránh sơ suất, nhầm lẫn, gây hao tài tốn của. Người làm ăn, buôn bán có thể vướng phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến cho lượng khách hàng không còn ổn định như trước, túi tiền vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô bác vẫn cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để có cánh sửa chữa thay đổi cho phù hợp. Nếu không dễ rơi vào cảnh mất khách, lỗ vốn. Sao thiên đức cũng sẽ đem lại ít nhiều những tác động tích cực đến quá trình kiếm tiền làm ăn của con giáp này. Nếu cô bác chú ý quan sát xung quanh và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, thì có thể tránh được rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
thêm vào đó, những người đi trước nhiều kinh nghiệm cũng có thể xuất hiện để giúp đỡ bản mệnh, chỉ ra cho cô bác Đinh Mùi một hướng đi đầy triển vọng. May mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sẽ không có nhiều biến động trong tháng này. Cô bác nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức hay dành quá nhiều thời gian cho các thú vui, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bản mệnh không nên cố gắng làm việc quá sức của mình. Nếu gặp khó khăn gì thì nên nhờ con cháu giúp đỡ. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, cô bác nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch cho thấy, vận trình của người tuổi Đinh Mùi đang trên đà thuận lợi về nhiều phương diện, cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là cô bác có chớp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tháng này rất thích hợp để Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn thử nghiệm ở những tháng đầu năm trước đó, cô bác cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án sao cho phù hợp. Đặc biệt tháng này, Mùi còn có cả sao tả phù và hữu bật phù trợ, khả năng cao trong tháng sẽ có sự điều động về tiền, mức thưởng hoặc vị trí. Đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của tuổi Đinh Mùi, dù làm ở bất cứ đâu và ở vị trí nào. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội và sự phát triển sẽ bày ra trước mắt, quan trọng là cô bác có chớp đúng thời cơ và có trạng thái để nắm bắt được hay không. Tuy nhiên, thiên cẩu hung tinh là điềm báo, có thể sẽ xuất hiện tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức cô bác bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê. Cô bác được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân, cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để cái xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến cho công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Theo tử vi tháng, con giáp này còn được cả thiên tài hậu thuẫn nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng vận báo hiệu vận trình tài lộc của người này sẽ có xu hướng tăng dần chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, vận khí đang tăng dần, thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến cho cô bác dễ nhận về cay đắng. Đừng quên tháng có thiên cẩu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn kinh doanh hay đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao, chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi. Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này, đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, cô bác nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó, đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây. Làm giàu cần có quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng. Cô bác có thể hiểu các mánh khóe trong nghề nghiệp của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều, kẻo vướng họa lao ngục. Khi vận khí đã dần ổn định, cô bác sẽ có thêm tả phù cát tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện. Do đó hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi mãi nghèo đói chẳng thể ngóc đầu lên được. Về phương diện sức khỏe, tuy không gặp phải vấn đề nào nguy cấp, song cô bác tuổi Đinh Mùi vẫn cần chú ý chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe mới đạt được thể trạng sung mãn nhất. Cô bác có thể nhân lúc nguyệt lệnh lâm dưỡng để xây dựng một chế độ luyện tập mới, kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Thói quen tốt này sẽ giúp cho cô bác đẩy lùi được mọi bệnh tật. Việc đi lại, di chuyển trong tháng cũng nên hết sức cẩn thận, kẻo vững về họa huyết quang do hung tinh quấy nhiễu. Tiếp theo là tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 như sau. Có thể nói rằng, 4 tháng đầu năm là bàn đạp để chuẩn bị cho những bước tiến thăng hoa và nhảy vọt của tuổi Đinh Mùi. Trong cả năm 2024 này, tiếp nối vận trình khá hanh thông, năm Giáp Thìn hứa hẹn sẽ đem lại nhiều may mắn và thành công rực rỡ cho đường số. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm tinh thần lạc quan và một chút may mắn từ thiên thời, địa lợi, tuổi Đinh Mùi có thể được cân nhắc ở một vị trí cao hơn trong thời gian đầu năm 2024. Tài chính cũng song hành với sự nghiệp thăng tiến mà không ngừng gia tăng, dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, đều đạt được mức tiền bạc như mong muốn. Nhưng không chỉ làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ cho rất nhiều người khác.
Và dưới đây là cách phòng tránh, hóa giải vận xui có thể gặp phải dành cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Như đã nói ở trên, 4 tháng đầu năm được coi là cát lành đối với Đinh Mùi. Có điều cát khí năm Giáp Thìn tuy vượng nhưng không thể kéo dài xuyên suốt năm, xen vào đó sẽ có những lúc trầm lắng, khó khăn hay đôi chút xui xẻo, cho nên đương số không nên chủ quan, khinh suất, tránh ngủ quên trên chiến thắng, để rồi khi tỉnh lại đất tuột khỏi tầm tay nhiều cơ hội tốt, phải nói lời tiếc nuối. 1. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần đề cao tính này, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn hoặc coi khinh người khác, kẻo vướng phải họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đối từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi cô bác đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho sự may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho Đinh Mùi tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để năm mới 2024 đạt nhiều thành công rực rỡ hơn. 4. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Trong năm 2024, tuổi Đinh Mùi sẽ chịu tác động của một số sao xấu. Quý cô bác có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao tâm ta thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy. Đinh Mùi có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng quá xa đà vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc. Phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự thành thăng hoa, lời làm, lời nghĩ, ốc yếu thân cụt, tới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dừng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng vậy, việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung, thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác tuổi Đinh Mùi cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, cô bác tuổi Đinh Mùi nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông, thuận lợi? Tuổi Mùi và tuổi Tý. Trên phương diện kinh doanh, Tý và Mùi có thể trở thành cặp đôi lý tưởng, hoàn hảo. Họ cùng nhau giúp đỡ và xây dựng sự nghiệp vững chắc, thành công. Tý sẽ là người dẫn đầu, chỉ đạo, quản lý công việc. Còn Mùi sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp cho Tý thực hiện những kế hoạch, dự án của mình. Tuổi Mùi và tuổi Sửu. Sửu chăm chỉ, thực tế, còn Mùi thì lãng mạn, sống hưởng thụ và an toàn. Mối quan hệ của Mùi và Sửu cũng khó có thể lâu dài nếu họ hợp tác làm ăn chung với nhau. Những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, bắt nguồn từ sự trái ngược nhau về quan điểm, sở thích. Mùi khó có thể làm việc độc lập, cần phải có sự kết hợp với Sửu, nhưng Sửu lại cho rằng đó là sự dựa dẫm, ỷ lại. Tuổi Mùi và tuổi Dần. Mối quan hệ của Mùi và Dần sẽ tốt đẹp hơn nếu như hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Hổ mạnh mẽ và sẽ luôn là tấm lá chắn bảo vệ Mùi trước những khó khăn. Ngược lại thì Mùi sẽ là hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh giúp đỡ sự nghiệp của tuổi Dần. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp, đạt được những thành công vang dội. Tuổi Mùi và tuổi Mão. Nếu trở thành đối tác làm ăn kinh doanh, họ sẽ trở thành động lực và cùng thúc đẩy nhau phát triển, đi lên. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao, thành công lớn, thì hai tuổi này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
bởi thực tế Mùi và Mão đều không quản lý, chỉ đạo, sẽ rất khó khăn để có thể lập một kế hoạch hoàn hảo cho công việc. Tuổi Mùi và tuổi Thìn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mùi và Thìn có thể cùng nhau hợp tác và thành lập một công ty cho riêng mình. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy mà mối quan hệ này sẽ tạo ra hiệu quả cao trong công việc. Không chỉ có vậy, từ đối tác làm ăn, tuổi Mùi và tuổi Thìn sẽ trở nên thân thiết, gắn bó với nhau như những người bạn thật sự. Tuổi Mùi và tuổi Tỵ. Cặp đôi này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu như họ hợp tác làm ăn với nhau. Tỵ liên tục đưa ra những ý tưởng độc đáo, mới mẻ, giúp đỡ cho Mùi phát triển sự nghiệp. Sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra với họ, bởi Tỵ và Mùi rất hợp nhau, đều có chung mục đích, lý tưởng. Tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, Mùi sẽ không thể nào chạy theo được những thay đổi bất chợt của Ngọ. Sẽ tốt hơn nếu như Mùi là người đứng đầu quản lý công việc thay cho Ngọ, bởi những người tuổi Đinh Mùi luôn biết cách tính toán, sắp xếp cẩn thận công việc. Tuổi Mùi và tuổi Mùi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai tuổi Mùi sẽ không mấy hiệu quả, lý tưởng, bởi họ không thường kiên trì đối mặt với những khó khăn, thử thách. Đinh Mùi có xu hướng sống an phận, hưởng thụ cuộc đời nhàn nhã, không có ý chí xây dựng sự nghiệp lớn. Tuổi Mùi và tuổi Thân. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mùi và Thân khó có thể duy trì mối quan hệ lâu dài. Tuổi Thân làm việc theo cảm hứng, tự do, không thích bị ai chèn ép, bắt buộc. Còn Đinh Mùi thì không thể tự mình giải quyết vấn đề. Họ làm việc không theo một trật tự, quy định nào, vì thế tiến độ công việc không đều và hiệu quả không cao. Tuổi Mùi và tuổi Dậu. Sẽ tốt đẹp hơn nếu hai tuổi này trở thành đối tác làm ăn của nhau. Dậu có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén. Còn Mùi sẽ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, giúp công việc làm ăn của hai tuổi này gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tuất có lẽ là đối tác làm ăn thích hợp nhất cho người tuổi Mùi. Không chỉ giúp đỡ Mùi phát triển sự nghiệp, mà tuổi Tuất còn khiến cho tuổi Mùi yên tâm bởi sự trung thành và thật thà của mình. Mùi dù hay đa nghi, nhưng sẽ không bao giờ cần phải đề phòng với sự trung thành của tuổi Tuất. Tuổi Mùi và tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, công việc của Mùi và Hợi sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu vang dội. Hợi bản tính chăm chỉ, cần cù, không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục tiêu. Đinh Mùi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu khi trở thành đồng nghiệp của người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, người xưa có câu, gia hòa thì vạn sự hưng, cha mẹ sống yêu thương nhau, anh em hòa thuận, vợ chồng tương kính lẫn nhau, gia đình sớm muộn rồi cũng sẽ giàu sang, phú quý. Con người dù giàu sang đến mấy, danh vọng còn lớn đến đâu, nhưng gia đình bất hòa thì cũng không thể coi là thành công, bởi thành công của một người thường gắn liền với hạnh phúc gia đình. Trong một gia đình thì điều cần thiết nhất đó chính là không khí hài hòa giữa mọi người trong nhà với nhau. Người lớn trong nhà trở thành hình mẫu lý tưởng để con cháu noi theo. Cha mẹ và ông bà chăm làm việc tốt, tích đức hành thiện thì con cháu sẽ học được cách yêu thương, quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu mỗi thành viên trong nhà đều học được cách chung sống hòa thuận, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau thì cho dù núi Thái Sơn có sập, gia đình đó cũng không thể sụp đổ. Con người đến độ tuổi trung niên rất cần có một gia đình hòa thuận. Khổng Tử đã từng nói câu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Muốn làm nên nghiệp lớn thì trước hết phải tu cái thân mình. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc thì mọi điều cũng sẽ theo đó mà trở nên thuận lợi. Điều quý giá nhất để lại cho thế hệ con cháu mai sau là gì? Có một đáp án vô cùng hay, nhận được rất nhiều sự khen ngợi. Đó chính là một gia đình hòa thuận, con nề nếp và gia giáo đoan chính. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì tổ tiên để lại tiền tài thì con cháu cũng tiêu hết, để lại danh tiếng thì cũng mai một theo thời gian. Duy chỉ có để lại ra truyền thống tốt đẹp, những đức tính cao quý tổ tiên không ngừng tích đức, truyền lại cho con cháu đời sau, đó mới thực sự là tài sản vô giá nhất. Khi con người đến một độ tuổi nhất định, điều họ cần nhất không phải là tiền hay là danh vọng. Tiền nhiều danh vọng lớn, nhưng trong tâm không có bến đỗ bình yên thì cũng vô cùng bất hạnh. Người đến đủ tuổi trung niên, điều họ mong chờ nhất chính là mái ấm yêu thương, nơi có thể trở về sau chặng đường dài, là nơi luôn có những người yêu thương ta vô điều kiện. Trong cuộc sống, thường có rất nhiều người thường xuyên phàn nàn, họ than thở rằng cuộc sống của họ không tốt, mối quan hệ gia đình và xung quanh thường quá tệ, từ đó khiến cho tâm tình của họ luôn rối bời. Họ luôn ấm ức và tự hỏi rằng, vì sao những chuyện phiền phức này luôn xảy đến với mình? Sống ở đời chúng ta cần phải biết rằng, muốn nhìn xem cuộc sống của một người có tốt hay không, hãy nhìn vào không khí trong gia đình của họ. Gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, thường là do oán hận và bất bình. Gia đình hòa thuận thì mới có thể sinh khí,
sinh tài lộc. Nếu như ngày nào cũng cãi nhau sùm, ngày nào cũng có mâu thuẫn nảy sinh, thì lâu dần nhà cửa cũng không phải là nhà. Đến độ tuổi trung niên, vì sao người ta cần một ngôi nhà yên tĩnh? Thế giới bên ngoài vốn dĩ là phồn vinh, tấp nập và phức tạp. Nhà là nơi cần sự yên tĩnh và bình hòa sau những dặm trường xa. Ban ngày vất vả làm lụng, nếu như về nhà cũng cảm thấy tức tối, khó chịu, vậy thì tâm hồn làm sao có thể an tĩnh được đây? Sự nghiệp của chúng ta làm sao có thể thành tựu được đây? Nếu tinh thần luôn mệt mỏi, nhà cửa không yên ổn, mọi người trong gia đình luôn chỉ trích lẫn nhau. Con người đến độ tuổi trung niên rất cần một ngôi nhà sạch sẽ. Gia đình vì sao cần sạch sẽ, ngăn nắp? Tôi đã từng gặp một người bạn, dù anh ta có bận rộn đến đâu, ngày nào về nhà cũng dọn dẹp nhà cửa, lau sạch những chỗ bị hoen ố. Chính vì thói quen này nên đã giúp anh ta hình thành thói quen sống ngăn nắp, có kế hoạch và có tổ chức. Trong mắt con anh, việc dọn dẹp nhà cửa cần phải hoàn thành sạch sẽ, tinh tươm, đó chính là trách nhiệm của chúng. Hơn nữa, những đứa con của anh cũng áp dụng thói quen này trong việc đọc và viết, rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, làm việc có trình tự, luôn kiên trì và ngăn nắp, nên kết quả học tập luôn rất cao, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, khiêm tốn và lễ phép. Trong mỗi một cuộc họp phụ huynh, giáo viên và những phụ huynh trong lớp con anh đều thắc mắc, tại sao con của anh lại có thành tích học tập nổi trội như vậy? Anh ấy trả lời, đại loại như, kỳ thực gia đình tôi không có kỹ năng nào đặc biệt, chỉ có điều từ nhỏ tôi đã rèn cho cháu kỹ năng làm việc có trình tự, ngăn nắp và khoa học. Cô bác biết đấy, chúng ta thật khó để tìm thấy một người thành công xuất chúng trong một ngôi nhà bừa bộn, không ngăn nắp. Vì sao vậy? Chính là vì họ không phải là người sống có trình tự, sống không có quy tắc và nền nếp, kỷ cương. Người như vậy làm sao có thể làm nên việc lớn? Trách nhiệm lớn nhất của một người đến độ tuổi trung niên, đó chính là tạo cho mình một mái ấm hòa thuận, một ngôi nhà ngăn nắp. Tại sao người xưa nói, gia đình là nguồn gốc của mọi gốc gác? Chính là bởi vì gia đình không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của thế hệ mai sau. Khi một người đến tuổi trung niên, họ hầu như đã nếm trải qua biết bao thăng trầm. Họ cũng đã thấu hiểu ra một đạo lý, gia đình tích thiện thì dư phúc, gia đình tích ác thì ắt có họa, gia hòa vạn sự tất an. Gia đình vốn dĩ là nơi chúng ta thuộc về, nơi ở đó luôn xảy ra cãi vã, tranh chấp và mâu thuẫn, thì không thể coi là tổ ấm được. Vậy thì làm sao có thể sinh ra phượng hoàng từ một đống cho tàn đây? Duy chỉ có gia đình hòa thuận, yên tĩnh và ngăn nắp thì mới có thể ấp ủ những thiên tài xuất chúng. Trong suốt quãng đời còn lại, thành quả lớn nhất của mỗi người không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, danh lợi vinh quang đến mấy, mà là có được một ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Cuối cùng xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.